This morning, I come to fruit market to buy some fruit for monkey. $5 for fruit, and the owner is very kind. Give more than $5, but she take from me only $5. Monkey fruit, market fruit. Here's monkey fruit for monkey for Anna family. What? Oh, here you are. Good boy. No searing. Rene? Rene? What? What? Rene? Aram? Ron, turn on. Aron! Aron! Rene! Thôi vậy. Ron.
Aaron, Aaron. Mikana, Kana, Anna, where are you? Thế, con này. Khơi đã lợi chuyện mụ mê dịch này nha. Vô con bà nằm mình. Nói mới chạm. Nè. Nói anh. Nổ mục viên luôn. Để ăn cho tiếp chấp bên lang thì. Làm vô con ghế luôn. Thử một cái lên một lần, một lần, một lần. Ủa học này chào vậy đó.
Thế nào không dọn? Nó không dọn này. Không dọn. Lộ từ vô côn vì côn vì ai chạm Schlafen.